Xin chào các bạn, bây giờ đã tới farm rồi các bạn ơi. Mùa thu đúng là mùa thu các bạn. Xung quanh nè, lá thì tàn úa hết trơn. Đó, vàng vàng này các bạn thấy không? Đó, nâng lên ha. Không cho ăn thì thôi. Đó, nhìn nè, lá tàn úa. Rồi ở đây có hai con dê nè. Đó, dê sừng dài ha. Để mình quay xem. Bé, bé, dễ thương chưa? Nó cắn nó vì bé dễ thương quá. Có cắn không? Có cái sừng dài quá vậy. Yêu. Trong này có chừng dễ thương chưa? Nó bây giờ có, nó chưa đụng cái sừng đó bây giờ đâu. Má, má chơi cho nó ăn được không? Má. Bé. Má cho ăn. Cho nó cục đi có sao đó. Quá. Ăn được thôi vậy. Hello, hello. Đây. Nó không cho ăn mà. Vâng. Cho nó ăn tí có sao đâu. Nè. Ôi trời ơi. Dữ quá. Ok, bác chủ vô có cho ăn. Đó. Thôi, chỗ này nó không cho ăn, nó ra la con. Rồi, mấy con dê xong rồi đó. Gì? Cho ăn con đội mũ lên cho nó. Nó đâu có cho ăn. Thì con bứt cái lá cho nó. Má, nó cắn má kìa. Đây bà ngồi sợ con dê nè. Mấy con dê đứng lên nó chào nè, xin chào. Xin chào hai chú dê. Dễ thương quá. Ra đây. Cho nựng cái nè, nựng cái. Đó 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 đó, cho nựng cái. Rồi tiếp tục đi các bạn ơi, đi vô trong này xem có trái cây gì không. Bây giờ mình sẽ vô trong đó mình hái nha. Đó. Mùa thu. Má quay ra con. Anh quay cho em đi tới tí ha. À, chỗ kia. À, đi vô rẫy các bạn ơi. Anh hay vậy, anh cụp xuống anh nhìn anh quay em chứ. Anh đi tới trước đi, em đi có đoạn thôi rồi trả máy cho em. À, cụp xuống anh nhìn em đàng hoàng thế này gì vậy? Này mày quay phim rồi đó, tao đừng nhìn bây giờ. Má có một qua một dọc. Đó, bà ngoại nè, hôm nay bà ngoại cũng tham gia đi nữa nè, đó. Chị này hồi xưa mẹ bà ngoại mình nó đặt má mình tên Thu. Cái định sinh vào mùa thu, cái sinh trễ, sinh vào mùa đông, cái đặt tên Đông luôn. Tội nghiệp. Tội nghiệp mấy cái cây nho này các bạn, vườn nho vườn gì nó úa tàn hết trơn. Giờ có cái gì đâu mà hái. Mình lại đi kết thúc các bạn. Kết thúc mùa giùm. Đó, đổ táo cho các bạn xem. Bây giờ mùa thu á, người ta hái táo xuống đâu có ăn được đâu. Để cho dê, cho ngựa ăn. Cái rổ này ngon quá chừng ha. Rổ này ngon nè. Trái này đây nấy màu đỏ đậm đẹp quá chừng. Wow. Nè, mùa này mình vô trễ quá rồi. Đây, ở trên này nữa nè. Quá chừng là trái. Người ta thu, ta để ra đây. Cái trái táo nó vẫn nhẹ các bạn ơi. Nó không có nặng giống như táo nhà mình trồng gì hết trơn. Đó. Thấy không? Bên này nữa nè. Đủ loại táo hết. Người ta hái, người ta để cho mấy con dê, con bò, con ngựa. Có một táo đây nữa nè. Wow. Đây nè, quá chừng táo luôn ha. Táo này ăn cũng ngọt lắm á. Đây chắc người ta làm mứt táo nè. Rồi còn gì nữa đâu mà xem. Đó. Táo ơi là táo. Táo ở vườn rẫy nè các bạn. Giờ đi lòng vòng hái táo trên cây nha. Đó. Mùa này vô vườn cây cối điêu tàn, không có
còn gì hết. Nói gì nữa không? Nói gì nữa? Wow, các bạn thấy không? Mấy cây sung nè. Các bạn có thấy mấy cây sung không? Sung đây. Nguyên một mớ sung nè. Bây giờ chưa chín luôn các bạn. Không biết khi nào mới chín. Mà lá thì rụng hết trơn rồi mà sung vẫn còn ở đây. Đó. Có ngựa hả? Đẹp ha. Quá chừng là sung. Sung này ăn được không? Sung ở nhà thì hái thử trái ha. Wow. Trái sung đây, ở trong này các bạn. Đó. Ngọt. Trái hồng này các bạn ơi. Trái hồng vẫn còn dính nè. Thấy chưa? Vẫn còn dính lên. Các bạn thấy không? Ở đây có trái hồng này. Đó, hái. Ăn thử nha. Hồng này đợt trước mình tới chỗ thế giới rau quả đó, mình có ăn thử rồi. Ngọt ngay luôn. Để bớt trái vô đá mình ăn. Đấy, cái có cho không? Muốn hái thì hái đi, mùa thu rồi người ta bỏ. Cho Vi trái đi ăn thử. Cái gì? Ăn đi. Nè. Ba nghe nha mọi. Không ai dám ăn hết, để mình ăn. Hả? Wow. Rất là ngọt. Ngọt ngào quá. Văn có chừng dặm. Trái hồng rất là ngọt các bạn. Wow, trái hồng ngọt quá. Ngon lắm, chút xíu nữa ra hái thêm mấy trái nữa nha. Táo này các bạn, đâu còn cái gì đó. Trái nè. Còn mấy trái này thôi à. Có ngon không? Có cái mũi. Được trái táo này các bạn, ăn thử ngon không ha. Đi hái táo mùa thu. Không còn lá xanh, chỉ còn lá vàng thôi các bạn. Đó, chùi cho sạch phấn đi. Nó có cái bụi đó. Wow, cắn thử nha các bạn. À, chà. Wow. Nó giòn thì là giòn mà nó ngọt lắm các bạn. Mà cái vỏ nó hơi chát chát ha, hay là mình ăn trái hồng nữa còn. Rất là ngon. Ngon quá. Trong kia thì ớt và cà chua. Đây nữa nè. Đây có mớ táo đỏ này các bạn. Cái táo đỏ này. Mùa thu á, táo rất là ngọt các bạn. Nó chín thiệt là mùi, mùi thiệt là mùi luôn. Thì đó, có một trái này hợp ý mình nè. Nguyên cả chùm táo nè các bạn. Thấy không? Bây giờ mình sẽ ăn trái này. Đó, ăn trên cây luôn. Đó, nguyên cả chùm táo luôn nè các bạn. Thấy chưa? Đã chưa? Bây giờ ăn thử trái. Táo này chắc ngọt lắm các bạn. Wow. Ngon quá. Ngọt thì là ngọt các bạn. Wow, cái màu son mình giống màu môi. Màu môi son của mình sao giống màu táo vậy không biết. Có duyên với trái táo này quá. Ăn tiếp. Ngon quá. Nó giòn. Mà trời nó lạnh lạnh nữa. Giống như là ăn táo trong tủ lạnh. Trời thì se se lạnh lạnh các bạn. Ăn trái táo nó cũng lạnh nhẹ nhẹ. Rất là ngon. Ăn tiếp. Trời.
quá ngon quá. Mời các bạn mấy trái táo ở dưới này nè, đó hái nha, nó chín quá đó, nó bám cái bụi phấn á các bạn, nhìn đẹp ha. Thấy chưa các bạn, đó quá ngon luôn, ăn hết trái táo nè. Không gì bằng ăn trái táo trên cây, đã thiệt ngon. Táo mùa thu á ngọt, ngọt 100% luôn, không có có chỗ nào mà chua nữa hết, ngon. Sắp hết rồi các bạn. Bữa nay chủ vườn đi vắng, chủ vườn nói mình vô mình hái táo mình được ăn, nhưng mà ra tính tiền là tự mình tính rồi tự mình đi về luôn, không có ai tính tiền hết các bạn. Táo mùa thu là mùa táo rụng, người ta không hái thì nó cũng rụng, nó hư, cho nên ở đây người ta không có mướn người đứng đây tính tiền nữa, người ta để tự mình hái tự mình tính luôn. Wow, đã quá. À hết luôn ha. Quá, wow, chết rồi. Còn nguyên một chùm luôn. Đã chưa? Sang năm mình ước mơ cái vườn của mình cũng ra táo chùm 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 chùm, hái cho đã nha. Đó. Bây giờ chỉ cần đụng nhẹ một cái, đó 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 là nó rớt hết trơn các bạn ơi. Đó. Nó rớt thì người ta lượm, người ta cho ngựa cho bò ăn á các bạn. Còn rất là nhiều táo thì bây giờ mình tìm đường mình leo ra. Leo ra nè. Áo. Áo. Sợ rách quần quá. Wow, cà chua nè các bạn. Đó, cà chua chưa kịp hái. Còn quá chừng luôn đó, mình nghe mùi không? Còn quá chừng luôn mà đã tàn rồi nè. Bạn ở đây quá chừng trái luôn ha. Ở trong kia mình quay một lượt cho các bạn xem nè, quá chừng là trái. Ở trong kia em muốn vô trong kia em quay chỗ kia là cây gì mà nó đỏ nó vàng hết trơn. Đây cây rau keo nè, đó cây rau keo ở đây nó bự dễ sợ chưa các bạn, bự quá chừng ha. Chừng này mà hái hết cho thỏ ăn ngon ạ. Mùa này vô là quá trễ rồi các bạn. Đó, trái cây gì người ta hái sạch hết rồi. Nãy giờ đi hái được 2 trái cà chua. Hôm nay đi chắc không mua gì đâu các bạn. Tại chỗ này đâu còn gì đâu nữa mua. Đụng vô trái nào trái nấy cũng rớt hết trơn. Để mình đi làm vòng mình xem có trái cây gì còn dính còn sót trên một cái cây thì mình quay cho các bạn xem nha. Trong này coi nho nó còn trái không mà người ta che kỹ vậy. Ở trong này còn nho nè các bạn. Đó, mình tới đây nè các bạn. Ở trong này còn nho, mình vô. Các bạn ơi, mới tìm được cái rổ này, bỏ được 2 trái cà chua vô trong này rồi. Bây giờ vô hái nho nha. Ở trong này nhìn thấy hoang tàn quá ha. Cái máy cassette để ở trong này. Rồi, mấy chùm nho nè. Đó, dễ thương chưa. Nho này chứ mùa thu ngọt lắm các bạn ơi. Hái nha, hái vài chùm. Wow, ở trên này nè. Đó, các bạn thấy nguyên cái chùm nho quá bự luôn ha. Hái nha. Sao mình hái được cái chùm này ta? Nó cao quá. Mình bỏ cái này vô trong cái rổ. Đó, một chùm. Rồi. Cố gắng hái cái chùm bự này. Nô cái này tới mấy chùm lận chứ không phải một chùm bự. Wow, mình đụng nó rớt hết trơn rồi các bạn. Nó rớt hết trơn. Đó, ngon chưa? Để thử trái ha. Hái được chùm nho rồi nè các bạn. Bây giờ mình thử xem cái nho này giống y cái nho ở nhà mình trồng đó, không có hột mà rất là ngọt. Thử có ngọt không nha.
quá tuyệt vời luôn, ngọt ngay luôn. Cái vỏ thì hơi chua chua, còn cái ruột ở trong rất là ngọt, ngon quá. Ngon quá à. Mùa thu đi hái nho cũng được đó ha, quá ngọt ngào luôn. Ăn thêm miếng nữa. Quá ngon các bạn. Rồi bỏ vô đây đi, hái thêm vài chùm nữa rồi đi tới chỗ khác. Có cái chùm nó chín thôi à, mấy cái chùm này hơi còn xanh xanh nè. Chùm này cũng xanh luôn. Nho gì mà đã quá chừng, trái quá là đẹp luôn. Chùm xanh thì hái xuống khỏi phải rụng. Đó, dễ thương quá chừng. Tưởng mùa này mình vô không còn trái để mình hái chứ. Ngon ha. Tìm cái chùm nào thiệt bự á. Này, nguyên một mớ nho đẹp quá chứ. Cho này vô luôn. Đó, các bạn thấy nho đã chưa nè. Ba cái chùm này là nó chưa có chín hẳn ha. Nhìn cái màu nó không có tươi bằng cái này chín đỏ tươi luôn, mà đỏ nguyên cái cuốn luôn nè. Đó, nhìn cái màu nho đẹp quá chừng. Cái màu này mà làm son đánh lên môi là đẹp, đẹp ngọt ngào luôn đó nha. Đã quá chừng. Trái nào trái nấy tròn trịa dễ thương. Hái nguyên chùm này thử để mình giờ hái nè. À, nguyên chùm. Wow, thiệt là đã nè các bạn. Mê ha. Mình ước cái vườn của mình á hái là được một chùm như thế này nè. Nhìn cái trái nó kết nhau nhìn đẹp quá chừng. Nhìn ngộ quá sức luôn. Rồi bỏ xuống đây đó. Này các bạn, được chừng này rồi nè. Mê ha. Lâu lâu cuối tuần mình lội vô vườn vô rẫy rất là đã. Thích quá các bạn ơi. Hái tiếp thôi. Còn nữa không? Bỏ xuống đi mới hái được chứ. Còn nữa nè. Cái chùm này, chùm này có đẹp không? Chưa gì nó đã rớt rồi. Nó rớt rồi. Trên này chùm này ok ha. Chùm này không có đẹp lắm mà cũng lấy luôn. Đó, đã chưa? Còn nữa không? Cái chùm này dễ thương chưa nè. Nho gì đâu mà nó đẹp, nó dính nhau như vậy. Wow, chùm này trốn từ nãy giờ, bây giờ mình đụng một cái nó rớt xuống rồi các bạn. Nhìn mê chưa? Đó, mê chưa các bạn ơi? Nhìn chùm nho mê chưa? Muốn ăn quá các bạn. Ăn tại cây một vài chùm nho nha. Muốn ăn chùm nho quá các bạn ơi. Wow. Ngọt ngào, ngon thiệt. Không ngờ mùa thu vô trong farm trong rẫy chỉ có một mình đi mua nho thôi. Mọi người thấy trái cây rụng quá không có dám mua, sợ bỏ chạy hết. Để mình ăn trái ngọt cho. Đó. Rất là ngọt, ngọt gì đâu luôn. Đã ha. Ăn thêm miếng nữa. Ngon quá. Ăn hết sạch luôn các bạn ơi. Nó tươi, nó ngon mà mình ăn nguyên cái chùm này quá đã luôn. Mời các bạn, hồi nãy giờ quên mời các bạn. Mời các bạn ăn những chùm nho kế bên nha. Chút xíu nữa mình đi tìm cái chùm nào thiệt bự mình mời các bạn mới được. Đó, lo quay là quên các bạn. Sorry các bạn. Thôi hái chùm này xuống nha. Ngon quá, ăn tiếp đi.
ngon thiệt là tuyệt vời luôn các bạn. Ước gì có các bạn ở đây ha. Bây giờ thu vô mùa thu là thu sạch cái vườn này luôn đó, mình không thu thì nó cũng rụng thôi đó. Quá là ngon. Ăn thêm vài trái nữa nha. Ngon quá. Tuyệt vời. Hái. Đã chưa? Đó. Rồi. Chắc hôm nay mình hái chừng này nho là đủ này ha. Tạm biệt mấy cái nho này nha. Đó, bây giờ đâu còn chùm nào bự nữa đâu. Cái chùm này nhỏ nhỏ nè, núp ở đây nè. Cái chùm bên này thì đang nằm lên cái gai gỗ nè. Mấy chùm này vẫn còn ở lại nha. Thôi tạm biệt mấy chùm nho nha. Bây giờ đi qua mấy cây khác đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.